Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei & Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo. Kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với một chương trình kim cương đặc biệt vào buổi tối ngày hôm nay. Những ngày cuối cùng của tháng 5 2023. Happy Tuesday. Xin chúc tất cả quý vị một buổi tối tháng 5 năm 2023 tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui để cùng chúng tôi celebrating 100.000 người subscriber đã đến với kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official và chúng tôi đã có hơn 4 triệu người view. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Và trong những tuần kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt đem đến quý vị rất nhiều những chương trình kim cương khác nhau để cùng tri ân tất cả quý vị đã ủng hộ, giúp cho kênh Lâm Trường Vĩ Diamond Official càng ngày càng phát triển. Sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay là một chiếc nhẫn kim cương được tuyển chọn những viên kim cương xuất sắc nước đi. VVS Clarity được kết nối lại với một viên kim cương 4.2 và xung quanh là 4 viên kim cương 3 ly, dọc hai bên là 2 đường viền hộp xoàn 2 ly, được thiết kế bằng vàng trắng 14K. Đây là một mẫu nhẫn được kết lại tạo thành một viên kim cương nhìn vào giống như một viên 2 carat. Mẫu nhẫn này giá trị khoảng $2,500. Chúng tôi xin đặc biệt on sale trong buổi tối ngày hôm nay với chương trình Celebration 100,000 subscribers. Chiếc nhẫn này sẽ đặc biệt on sale cho quý vị với giá $990 mà thôi. Một lần nữa, $990 để gửi đến quý vị một mẫu thiết kế với một viên kim cương 4.2, xung quanh là 4 viên kim cương 3 ly. Mẫu thiết kế là nước D VVS bằng vàng trắng 14K, $990. Xin quý vị gọi vào số phone trên màn hình 310-968-0577. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 2. Đây là một cặp bông tai kim cương mẫu thiết kế kiểu khoen. Mỗi bên, quý vị sẽ đến với 3 đường viền hộp xoàn. Mỗi bên là 14 viên kim cương 2.2 được tuyển chọn. Nước E-Color, VVS Clarity
và dọc hai bên là những viên hộp xoàn 1 ly rưỡi. Kiểu bông tai quen với 14 viên kim cương 2 ly rưỡi, 2 ly 6 được làm bằng vàng trắng. Nửa đường viền kim cương, tất cả được thiết kế của Italy. Kim cương nước D Color VVS Clarity, cặp bông tai giá trị $2,500. Ngày hôm nay xin gửi đến quý vị giá là $1,430, $1,430, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục giảm giá còn $1,350 mà thôi, $1,350. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Những sản phẩm kim cương do công ty Alexi & Diamond, chúng tôi chỉ bán duy nhất một loại kim cương thiên nhiên gọi là Natural Diamond. Tất cả những sản phẩm kim cương của công ty chúng tôi là những viên kim cương thiên nhiên được tuyển chọn từng viên từng mẫu thiết kế, sưu tập để đem đến quý vị những chương trình đặc biệt khác nhau. Và trong tuần này và kế tiếp, những tuần kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị những mẫu trang sức tuyệt vời với những giá on sale rẻ nhất mà quý vị có thể mua được, để cùng tri ân với tất cả quý vị với những chương trình celebrating 100.000 người subscriber. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị nhắn tin số thẻ credit card, địa chỉ shipping, số phone trên màn hình là 310-968-0577. Chúng tôi xin mời quý vị đến với một mặt dây chuyền kim cương mẫu thiết kế mới nhất, được làm bằng vàng 18K màu trắng với một viên kim cương nặng 0.50 carat. Đây là một viên kim cương hình vuông, mẫu thiết kế được làm bằng vàng màu trắng, nạm những viên kim cương 1 ly rưỡi, đi thành 2 tầng kim cương, và ngay chính giữa là một mẫu thiết kế hình vuông với một viên kim cương nặng khoảng 0.50 carat. Nước E-Color VSSI Clarity. Mẫu thiết kế này chúng tôi sẽ đặc biệt giá là $2,950. $2,950 xin giảm giá. Gửi đến quý vị buổi tối ngày hôm nay với giá là $1,550. $1,550. Và quý vị sẽ được tặng kèm theo một sợi dây chuyền. Nếu quý vị muốn lấy sợi dây chuyền trên màn hình, sợi dây chuyền này cộng thêm $290. $290 là sợi dây chuyền bằng vàng 18K, dài 16 hoặc 18 inch. Mặt dây chuyền là một viên kim cương thiên nhiên, hình vuông gọi là Princess Cut. Mẫu thiết kế được design 2 tầng kim cương treo đông đưa, chính giữa là một mẫu thiết kế hình thoi. Tất cả được làm từ Italy bằng vàng 18. $1,550 cho mặt dây chuyền. Và viên kim cương nằm chính giữa là một viên hộp xoàn nước EVSSI Clarity. Ngay bây giờ xin mời quý vị lại đến với một chiếc nhẫn kim cương sản phẩm số 4 trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một chiếc nhẫn đặc biệt do công ty Alexi & Diamond sản xuất và chúng tôi thiết kế mẫu thiết kế này. Đây là một chiếc nhẫn được tuyển chọn tổng cộng là 5 carat kim cương xanh gọi là Blue Diamond. Những viên kim cương nước EVS Clarity 1 ly rưỡi được viền xung quanh để tạo thành tổng cộng 15 đường viền kim cương, 3 đường viền kim cương mỗi bên, viền xung quanh là 4 đường viền hộp xoàn trắng, tạo thành một kiểu nhẫn band gọi là bypass design. Những viên kim cương Blue Diamond rực rỡ nổi bật nằm chính giữa. Chiếc nhẫn này giá trị khoảng $4,500. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị giá là $1,550. $1,550 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn rực rỡ và xuất sắc.
được design vô cùng chi tiết với những đường viền kim cương tổng cộng là 15 đường viền hộp xoàn, 8 đường viền kim cương 1 ly rưỡi màu trắng. Nổi bật lên chính giữa sẽ là những đường viền hộp xoàn màu xanh, Blue Diamond, kim cương thiên nhiên, $1,550. Tất cả những mẫu thiết kế công ty chúng tôi sưu tập và sản xuất là những sản phẩm kim cương cao cấp, chất lượng đặc biệt trong thiết kế, chi tiết hoàn hảo, chất lượng kim cương vô cùng tuyệt vời, lấp lánh và rực rỡ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp chương trình được chiếu hàng tuần trên kênh YouTube Lâm Trừ Vĩ Diamond Official. Xin mời quý vị đến với một bộ kim cương số 5 ngày hôm nay. Đây là một bộ kim cương lộng lẫy vô cùng với một chiếc nhẫn hình trái tim khoảng 10 carat màu xanh, Navy Blue Sapphire. Được viền xung quanh sẽ là 16 viên kim cương 2 ly rưỡi 2 ly 8, nước E-Color VVS Clarity. Chiếc nhẫn này được làm bằng vàng màu vàng và vàng màu trắng 18K. Wow, đây là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng rực rỡ bởi vì đường kính của viên đá sapphire này là khoảng gần 14 ly. Và xin quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá $1,590. Và kế tiếp quý vị sẽ đeo kèm chung là một cặp bông tai quen với hai viên sapphire màu xanh hình giọt nước, được thiết kế bằng vàng màu vàng hoặc vàng màu trắng. Xin quý vị nhắn tin cho chúng tôi nếu quý vị lấy màu trắng hay màu vàng. Cặp bông tai $790 và $1,590 cho chiếc nhẫn. Quý vị có thể kết hợp mua chung hoặc quý vị có thể tuyển chọn mua từng món khác nhau. Cặp bông tai được thiết kế kiểu khoen, quý vị chỉ cần kẹp vào khoen phía sau, và chiếc nhẫn là một viên đá màu xanh rất to và lấp lánh, vô cùng sang trọng cho mẫu thiết kế này. Xin quý vị gọi vào để lựa chọn những mẫu trang sức đang được giảm giá rẻ nhất trong những chương trình chúng tôi sẽ thực hiện xuyên suốt trong tháng 5. Đây cũng là những chương trình với những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, giá cả tuyệt vời nhất. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình đến với một cặp bông tai kim cương với hai viên kim cương đường kính là 4.05 ly, 4 ly hơn. Xin nhắc lại, 4.03 ly, 4.05 ly cho mỗi viên kim cương được tuyển chọn là nước D-Color. Và đây là những viên kim cương được GIA Certified VS Excellent, tuyệt đẹp. Mẫu thiết kế được design trong một vỏ kim cương bằng vàng 14K, được thiết kế hai trái tim, và mẫu thiết kế này đặc biệt on sale với giá là $1,990 cho hai viên kim cương nước D-Color GIA, nhưng chúng tôi sẽ giảm giá cho quý vị chỉ còn $1,440
để gửi đến quý vị một cặp bông tai GIA Certified. Mỗi viên kim cương là nước D-Color 4.03, 4.05, được tuyển chọn xuất sắc hoàn hảo trong thiết kế với hai trái tim bằng vàng trắng. Khi quý vị đeo cặp bông tai này, nhìn vào giống như hai mẫu thiết kế hình trái tim rất hiếm có, tuy nhiên hai viên kim cương tròn sẽ giúp cho quý vị có được một cặp bông tai nổi bật và lấp lánh vô cùng. Xin quý vị gọi vào số phone trên màn hình là 310-968-0577. Xin mời quý vị cùng Lâm Trừ Vĩ đến với một bộ kim cương Emerald. Đây là một bộ trang sức với tháng 5 là đá đại diện là Emerald. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một sợi dây Emerald cùng với mẫu thiết kế là dây Omega. Tất cả những viên kim cương cùng với những viên đá thiên nhiên Emerald của Colombia. Mặt dây chuyền được thiết kế với một viên emerald khoảng 2 carat, nạm xung quanh là những thiết kế hộp xoàn baguette và hộp xoàn tròn, tạo thành một chùm bông kim cương đi tặng kèm theo là một sợi dây chuyền Omega của Italy. Mẫu thiết kế này quý vị mua với giá rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay của Italy, trị giá 4.500 đồng cho mặt dây chuyền cùng với sợi dây. Chúng tôi sẽ giảm giá cho quý vị chỉ còn 1.950 đô la và đi kèm chung là một cặp bông tai kim cương với giá 2.900 đô la. Và chúng tôi xin giảm giá cho quý vị chỉ còn 1.880 đô la. 1.880 đô la và mặt dây chuyền cùng với sợi dây chuyền Omega 1.950 đô la. Quý vị nhìn vào cặp bông tai vô cùng ấn tượng với những thiết kế của những viên kim cương baguette. Chiều dài của những viên kim cương này là khoảng từ 4 ly cho đến 5 ly, được thiết kế rực rỡ nổi bật với 3 tầng kim cương và dọc hai bên là những đường viền kim cương baguette và đi kèm chung là một sợi dây chuyền kim cương cùng với một viên đá emerald cho mặt dây chuyền khoảng 2 carat. Đây là một bộ emerald vô cùng sang trọng. Quý vị gọi ngay để cùng chúng tôi đến với những mẫu thiết kế độc đáo xuyên suốt trong chương trình buổi tối ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 7 giờ California time. Xin mời quý vị đến với một bộ kim cương số 8. Đây là một bộ trang sức xuất sắc, vô cùng hiếm có. Mẫu thiết kế đi kết hợp một chiếc nhẫn kim cương gọi là Black Diamond cùng với một mặt dây chuyền kim cương đen. Chiếc nhẫn xin giới thiệu đến quý vị là một viên kim cương hình cushion cut, nghĩa là hình chữ nhật, chiều dài khoảng 12 ly, tương đương với một viên kim cương 4 đến 5 carat. Nạm xung quanh là những viên kim cương 1 ly 8 và 2 ly, được thiết kế bằng vàng trắng 14K và chiếc nhẫn này giá trị khoảng 5.500 đô la. Wow, 5.500 đô la. Xin quý vị gọi vào với giá 2.350 đô la. Chúng tôi giảm giá gần như hơn 50% cho chiếc nhẫn chỉ còn 2.350 đô la. Và mặt dây chuyền xin gửi đến quý vị là một viên kim cương khoảng 3 carat, đường kính là 9 ly rưỡi. Được thiết kế xung quanh là những viên kim cương baguette nổi bật, vô cùng rực rỡ và lộng lẫy.
được thiết kế bằng vàng 18K và mặt dây chuyền này $2,150. Wow, quý vị đang theo dõi là một bộ kim cương đen rất to và xuất sắc trong từng chi tiết của thiết kế. Mặt dây chuyền là một viên kim cương khoảng 3 carat, 9 ly rưỡi hình vuông cushion cut và nạm xung quanh là tổng cộng là 2 carat kim cương. Tất cả là những viên hộp xoàn vừa baguette kết hợp với kim cương tròn là nước D-Color VVS Clarity. Và chiếc nhẫn kim cương là một viên kim cương tương đương từ 4 đến 5 carat, được làm bằng vàng trắng 14K và chiếc nhẫn là $2,350. Đây là những mẫu thiết kế trang sức vô cùng cao cấp và sang trọng. Quý vị mua những bộ trang sức này, nếu quý vị vào những thương hiệu nổi tiếng, quý vị không bao giờ trả những bộ trang sức này với giá dưới 20, 15, 20.000 đô la trở lên. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ công ty Alexei & Diamond. Công ty Alexei & Diamond chúng tôi chuẩn bị khai trương chi nhánh số 4 vào những ngày mùa hè trong tháng 6. Và chúng tôi sẽ có những thông báo đặc biệt. Xin mời quý vị nhớ đón xem và cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương số 9. Đây là một chiếc nhẫn kim cương hình oval nặng khoảng 1 carat. Wow, chiếc nhẫn tuyệt vời với một viên kim cương nước E-Color VVS Clarity. Một lần nữa đây là một viên hộp xoàn nước E-Color VVS Clarity. Chiều dài của viên kim cương oval này là 7 ly, khoảng gần 1 carat. Nạm xung quanh là mẫu thiết kế chiếc nhẫn đã được custom design để vừa đúng khuôn với viên kim cương hình oval này. Và đây là một chiếc nhẫn vô cùng sang trọng trong thiết kế cũng như giắt cắt của viên kim cương, gọi là Oval Brilliant Cut. Chiếc nhẫn đặc biệt với giá trị $6,850. Và chúng tôi xin giảm giá trong chương trình tri ân khách hàng với 100.000 người subscriber trên kênh YouTube Lâm Trừ Vĩ Diamond Official trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá $2,950. $2,950 mà thôi. Đây sẽ là một chiếc nhẫn lấp lánh, vô cùng sang trọng, rực rỡ trong từng chi tiết cũng như chất lượng của viên kim cương hình oval nằm chính giữa. Đường kính của chiều dài cho viên kim cương này là khoảng 7 ly, xuất sắc, trong suốt. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin nhắc lại, công ty chúng tôi chỉ bán duy nhất một loại kim cương, đó là kim cương thiên nhiên. Và đó mới chính là những sản phẩm trang sức cao cấp có giá trị mãi mãi. Lâm Trừ Vĩ xin hân hạnh mời quý vị nhìn lên màn hình để cùng nhau đến với một mặt dây chuyền kim cương và cẩm thạch. Lâm Trừ Vĩ xin chắc chắn với quý vị, mẫu thiết kế quý vị đang nhìn trên màn hình là một mặt dây chuyền được công nhận là có 102. Và mặt dây chuyền này đã được công ty GIA cấp giấy chứng nhận quốc tế, là một mặt dây chuyền cẩm thạch màu đỏ cam, gọi là Orange and White Jade, thiên nhiên 100%. Nghĩa là đây là một mặt dây chuyền quý vị nhìn vào, quý vị thấy được sự sống động trong màu sắc. Kế tiếp chúng ta hãy nhìn vào những chi tiết và điêu khắc của mặt dây chuyền này. Tổng thể mặt dây chuyền là một màu cam đỏ lộng lẫy vô cùng với những đường nét
được trạm trổ nổi bật ở trên đây lại là có màu trắng của cẩm thạch bạch ngọc. Đó chính là một sự kết hợp tạo hóa của thiên nhiên làm ra từ cả triệu năm. Và ngày hôm nay công ty chúng tôi có cơ hội để sở hữu một miếng cẩm thạch đặc biệt nhất, và chúng tôi thiết kế thành một mặt dây chuyền có 102. Mặt dây chuyền này giá trị khoảng 9.500 đô la. Và ngay bây giờ xin mời quý vị gọi vào với giá 4.150 đô la. Chúng tôi giảm giá gần như hơn 50% cho một mặt dây chuyền kim cương xuất sắc. Và đặc biệt đây là một sản phẩm chỉ có một, không có cái thứ hai, được làm bằng vàng màu hồng. Ở trên đây quý vị nhìn vào từng đường điêu khắc giống như quý vị đang cảm nhận được một bức tranh sống động ngay trước mặt của mình. Và công ty chúng tôi nổi tiếng, đến ngày hôm nay chúng tôi là một công ty duy nhất nổi tiếng với những sản phẩm cẩm thạch thiên nhiên. Những quý vị nào muốn tìm kiếm đến những sản phẩm cẩm thạch thiên nhiên, xin quý vị liên lạc trực tiếp với công ty chúng tôi qua số phone là 310 968 0577. Và Lâm Trường Vĩ xin chắc chắn với quý vị, rất nhiều những sản phẩm cẩm thạch trên thế giới, đó là những sản phẩm cẩm thạch không hề có một giá trị nào. Và chúng tôi sẽ đem đến quý vị những sự lựa chọn kim cương cẩm thạch sang trọng, có giá trị. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi. Sợi dây chuyền đi kèm chung là một sợi dây chuyền Diamond by the Yard. Và sợi dây chuyền này 990 đô la. Quý vị mua chung hoặc quý vị mua riêng cho sợi dây chuyền 990 đô la. Với những viên kim cương đường kính là 2.5 ly, tổng cộng hơn 12 viên kim cương bằng vàng trắng 14K. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với một mẫu thiết kế nhẫn dành cho phái nam. Đây là một chiếc nhẫn công ty chúng tôi sản xuất với một thiết kế nổi bật lên 4 cháu. Nạm xung quanh là những viên hộp xoàn 1 ly 8 và 2 ly. Viên kim cương nước E Color SI Clarity. Và được gắn vào một mẫu vỏ nhẫn dành cho nam. Và chúng tôi xin mời quý vị nam đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay, trong chương trình tri ân khách hàng đã giúp công ty chúng tôi và kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official đạt được hơn 100.000 người subscriber. Chiếc nhẫn trị giá 6.500 đô la. Xin mời quý vị gọi vào ngày hôm nay. Chiếc nhẫn nam chỉ còn 3.990 đô la, là một giá gần như phân nửa. Để chúng tôi cảm ơn tất cả những quý vị nam đã luôn luôn theo dõi, và số lượng khách hàng phái nam đã đến với công ty chúng tôi xuyên suốt hơn 10 năm qua tiếp tục tăng trưởng, và chúng tôi sẽ còn đem lên trong những chương trình kim cương hàng tuần với những mẫu thiết kế đặc biệt dành cho phái nam. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chiếc nhẫn này 3.990 đô la cho một viên kim cương nặng hơn 1 carat, đường kính khoảng 6.3 đến 6.5 ly, nước E Color SI Clarity, được thiết kế bằng vàng trắng 14K. Mẫu thiết kế rất to, khi quý vị đeo chiếc nhẫn này vào, quý vị sẽ thấy được sự lấp lánh, rực rỡ và nổi bật. Và mẫu thiết kế này chỉ cần nói tới viên kim cương không, 1 carat đã trị giá hơn 4.500 đô la. Quý vị mua chung tổng thể chiếc nhẫn này 3.990 đô la.
xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương hình vuông. Đây là một viên kim cương nặng khoảng 1.50 carat, một viên kim cương princess cut, và viên kim cương có một màu vàng nhạt, được thiết kế trong một kiểu nhẫn nhẹ nhàng sang trọng. Một đường viên kim cương 1 ly 2 nạm xung quanh và đưa lên cao là 4 cháu để nâng lên sự rực rỡ nổi bật của viên kim cương khoảng gần 1 carat rưỡi. Chiếc nhẫn là một viên kim cương màu vàng nhạt rất tuyệt vời với một giá on sale $8,500. $8,500. Chúng tôi xin quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này chỉ còn $3,690 mà thôi. $3,690. Đặc biệt on sale trong một buổi tối ngày thứ ba. Đây là chương trình tri ân khách hàng và chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Tất cả những sản phẩm công ty Alexei & Diamond sẽ tiếp tục đem đến quý vị những sự bất ngờ trong trang sức, những technique mới nhất trong ngành trang sức sẽ được công ty chúng tôi thiết kế lên những mẫu thiết kế hoàn hảo trong từng đường nét. Và khi quý vị mua sắm với công ty kim cương cao cấp Alexei & Diamond cùng với Lâm Triệu Vĩ Diamond Official, chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúng tôi sẽ còn đem đến rất nhiều những mẫu thiết kế trong những chương trình kế tiếp. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Và ngày hôm nay mẫu nhẫn số 12, 1.50 carat, $3,690. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương độc đáo số 13. Đây là một chiếc nhẫn kim cương do chính Lâm Triệu Vĩ thiết kế và gửi đến quý vị buổi tối. Ngày hôm nay trong chương trình đặc biệt, một viên kim cương được GIA Certified là một viên kim cương thiên nhiên màu vàng đậm. Màu Intense Yellow Diamond, chiều dài của viên kim cương này là khoảng gần 7 ly hơn, hình giọt nước. Xuất sắc, từng chi tiết làm lên chiếc nhẫn này đã được công ty chúng tôi trao chuốt bỏ vào rất nhiều công sức, thời gian, tài chính và trí tuệ để thiết kế lên những sản phẩm đẹp tuyệt vời. Chiếc nhẫn số 13 là một viên kim cương nặng khoảng gần 1 carat và xung quanh là những bông hoa cũng được thiết kế trạm trổ những viên kim cương hình giọt nước. Chiếc nhẫn được thiết kế bằng vàng 18K và được GIA Certified là một viên kim cương màu vàng hoàn hảo. Chiếc nhẫn này giá trị khoảng $9,950. $9,950. Ngày hôm nay xin quý vị gọi vào chỉ còn $6,450. Wow! $6,450. Một mẫu nhẫn cocktail ring to, lấp lánh, nổi bật. Chiếc nhẫn này khi quý vị đeo vào, Lâm Triệu Vĩ xin chắc chắn với quý vị, tất cả mọi người trong căn phòng cùng nhìn vào chiếc nhẫn của quý vị, bởi vì tất cả những chi tiết thiết kế trên chiếc nhẫn này là một sự hoàn hảo nhất trong thiết kế kim cương, và đặc biệt chất lượng kim cương ở mức độ hoàn hảo.
Đây là một sợi dây chuyền kim cương được thiết kế rất sang trọng và lộng lẫy vô cùng, nhưng quý vị lại mua với một giá rất nhẹ nhàng. Sợi dây chuyền này được thiết kế với hai tầng kim cương, một bên ngắn hơn, một bên dài hơn, tạo thành một hình chữ V với những viên kim cương 1 ly 8 đi vòng quanh, ở chính giữa là 2 ly. Sợi dây chuyền này đi khoảng gần phân nửa cổ, phía trước là kim cương và ở phía sau là thiết kế diamond cut bằng vàng 14K màu trắng. Sợi dây chuyền này nặng khoảng hơn gần 1 ounce vàng 14K. Tất cả những viên kim cương được kết chùm lại để đi thành những vòng tròn. Những vòng tròn nhỏ nhất là khoảng 4 ly và vòng tròn lớn nhất nằm phía dưới là khoảng 6 ly. Giống như quý vị đang đeo một sợi dây cổ 4 ly và 6 ly kết lại. Thiết kế này, nếu quý vị mua từng viên hộp xoàn 4 và 6 ly, sợi dây sẽ trị giá ít nhất trên 20.000 đô la. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị mẫu thiết kế số 14 với giá chỉ có 2.990 đô la. 2.990 đô la. Đây là một giá còn rẻ hơn quý vị đi mua một viên kim cương 5 ly 8. Mà quý vị lại sở hữu được một sợi dây chuyền kim cương sang trọng, tuyệt vời, nhìn vào giống như một giá trị 25.000, 15.000 đô la trở lên. Được làm bằng vàng trắng, thiết kế nổi bật với những chùm kim cương, tổng cộng gần như 45-46 vòng tròn kim cương đi phân nửa phần cổ phía trước và ở phía sau là được làm bằng vàng trắng Diamond Cut Design. Thiết kế này chúng tôi giảm giá on sale 2.990 đô la trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi chương trình và gọi vào ngay bây giờ. Ngay bây giờ Lâm Chuỗi xin mời quý vị lại đến với một chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước. Đây là một chiếc nhẫn kim cương được công ty Alexey & Diamond tuyển chọn và thiết kế. Wow! Một chiếc nhẫn vô cùng độc đáo. Quý vị mua được chiếc nhẫn này là quý vị sẽ sở hữu được một chiếc nhẫn giá trị gần như gấp 4 lần mà quý vị không phải trả một số tiền quá lớn. Một viên kim cương hình giọt nước. Chiều dài của viên kim cương này là 8 ly chiều dài và chiều ngang là khoảng 5 ly. Được GIA Certified là một viên kim cương nước E-Color VS Clarity. Wow! Đây là một viên kim cương nước E-Color VS Clarity. Một viên kim cương giáp cắt gọi là Pear Shape. Viên kim cương này tương đương với một viên kim cương nặng khoảng trên 1 carat. Một lần nữa xin nhắc lại với quý vị, viên kim cương này tương đương với một viên hộp xoàn nước E VS nặng hơn 1 carat. Nhưng bởi vì trọng lượng của viên kim cương này rất nhẹ, quý vị sẽ mua viên kim cương này chỉ còn bằng 1/5 giá trị. Với mẫu thiết kế do công ty chúng tôi design, xin gửi đến quý vị chiếc nhẫn này với giá 3.650 đô la mà thôi. 3.650 đô la. Wow, đây là một viên kim cương được GIA Certified, là một viên kim cương nước E-Color, là nước đẹp nhất, trắng nhất, và độ hoàn hảo của viên kim cương này là VS Clarity, nghĩa là vô cùng trong suốt, sang trọng trong từng chi tiết được bọc xung quanh. Tất cả đều là nước E, nước D, VS, VVS Clarity. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi. Xin quý vị nhớ bấm một nút like, đăng ký và subscribe.
Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để cùng đến với một bộ kim cương. Đây là một set kim cương được thiết kế xuất sắc và vô cùng lộng lẫy, với một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế thành một chùm bông kim cương, những viên kim cương baguette kết nối đi thành những vòng tròn uốn lượn, tổng cộng là 6 carat kim cương được kết hợp lại để đưa lên cao. Chính giữa là một viên kim cương khoảng gần 1 carat, đường kính là 6 ly mốt, là một viên hộp xoàn nước E-Color VS Clarity, khoảng gần 1 carat nước E-Color VS Clarity. Hai tầng kim cương được tuyển chọn kim cương baguette đi vòng quanh. Mặt dây chuyền này giá trị khoảng 8.500 đô la, to hơn đồng 25 sen. Chúng tôi xin giảm giá cho quý vị chỉ còn 4.990 đô la cho mặt dây chuyền này. 4.990 đô la. Và đây là một mẫu thiết kế chắc chắn với quý vị. Vô cùng sang trọng, to về kích thước. Kim cương đi xung quanh được thiết kế bằng vàng màu trắng 18K. Kế tiếp là cặp bông tai do công ty chúng tôi sản xuất, kiểu thiết kế đi hai đường đang chéo vào nhau, tạo thành hình giọt nước với những viên hộp xoàn 2.5 ly và hai đường viền kim cương baguette. Tất cả được thiết kế bằng vàng 14K. Mẫu thiết kế này giá trị khoảng 2.900 đô la. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá là 1.690 đô la cho cặp bông tai. 1.690 đô la mà thôi. Đây là một cặp bông tai xuất sắc, được thiết kế và nhận vô cùng chi tiết với những đường viền hộp xoàn baguette đi từ lớn đến nhỏ, hai bên đang chéo vào nhau. Và mẫu thiết kế này tổng cộng là khoảng gần 5 carat kim cương, 1.690 đô la. Và mặt dây chuyền kim cương được thiết kế với một viên kim cương nước E-Color nặng khoảng 1 carat, cũng được thiết kế với hai tầng kim cương baguette, giá trị khoảng 9.500 đô la. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào chỉ còn 4.990 đô la. Đây là một bộ kim cương vừa bông tai kết hợp cùng một bộ với mặt dây chuyền, được design là những viên kim cương baguette kết hợp với những viên kim cương tròn, một sự kết hợp vô cùng xuất sắc và hoàn hảo. Xin mời quý vị đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và xin nhắc lại, chúng tôi đem đến quý vị tất cả những sản phẩm kim cương đặc biệt trong chương trình tri ân khách hàng. Tất cả sản phẩm đã được giảm giá từ 40 đến 50%. Sau đây xin gửi đến quý vị một sợi dây lắc tay. Đây là một mẫu thiết kế được làm rất công phu. Tất cả những viên kim cương đã được tuyển chọn nước E-Color VS Clarity. Và ở trên đây chúng ta sẽ có 35 viên kim cương. Tất cả là những viên hộp xoàn nước E-Color VS SI Clarity. Vô cùng trắng, độ chiếu gần như hoàn hảo, lấp lánh. Và khi chúng tôi làm lên sợi dây lắc tay này, mỗi viên kim cương được nhận chấu bao, nghĩa là được bọc viền vàng màu trắng nạm xung quanh. Rất khó để làm lên sợi dây lắc tay, tuyển chọn 3 ly 9 và 3 ly 8, gần như 4 ly cho mỗi viên kim cương. Và sợi dây lắc tay này ngày hôm nay, giá trị của sợi dây lắc tay này, Lâm Trường Vĩ có thể cho quý vị biết là 12.500 đô la. 12.500 đô la. Chúng tôi sẽ giảm giá gần như còn phân nửa, với giá 7.450 đô la. 7.450 đô la để gửi đến quý vị 35 viên kim cương đường kính gần như 4 ly cho mỗi viên. Đường kính là từ 3 ly 8 và 3 ly 9. Sợi dây lắc tay này nếu quý vị mua 6 inch thì sẽ ít tiền hơn. Chiều dài của sợi dây lắc tay này sẽ là khoảng 6.5 inch. 7.450 đô la nếu quý vị trừ đi tiền vàng. Và quý vị còn lại chia cho 35 viên kim cương thì mỗi viên kim cương này chỉ còn lại là 150 đô la, giá trị cho một viên hộp xoàn gần như 4 ly.
Quý vị mua một viên hột sàn 4 ly ngày hôm nay sẽ là $550 cho một viên. Nhưng ở đây chúng tôi tính ra chỉ còn khoảng $150 cho một viên kim cương để thiết kế lên một sợi dây lắc tay. Khi quý vị đeo sợi dây lắc tay này vào, quý vị sẽ nhìn được độ to của từng viên kim cương. Bởi vì khi chúng tôi design thiết kế mẫu cháu bezel, có nghĩa là thiết kế này sẽ làm cho sợi dây lắc tay quý vị nhìn to hơn, rực rỡ hơn và nổi bật hơn. Xin hân hạnh mời quý vị đến với bộ trang sức kim cương xanh số 18 buổi tối ngày hôm nay. Đây là một bộ kim cương màu xanh được thiết kế đi kèm chung là một cặp bông tai 1 carat và mặt dây chuyền kim cương gọi là firework design, kiểu thiết kế chùm pháo bông. Được tuyển chọn ở trên đây là 40 viên kim cương, với một viên kim cương 4 ly nằm chính giữa và xung quanh là những viên hộp xoàn 3 ly hơn và những viên hộp xoàn 2 ly rưỡi. Kim cương màu xanh gọi là Blue Diamond kết hợp cùng với kim cương màu vàng đậm gọi là Intense Yellow Diamond. Mặt dây chuyền được làm bằng vàng trắng 14K. Thiết kế này to khoảng 1 inch rưỡi đến 2 inch, nghĩa là to hơn đồng 25 cent. Được design với 3 tầng kim cương và 3 màu sắc kim cương, được làm bằng tay để kết hợp tạo thành một mặt dây chuyền rực rỡ và giá trị khoảng $3,500. $3,500 ngày hôm nay chúng tôi xin quý vị gọi vào với giá $2,250 cho mặt dây chuyền kim cương, 40 viên kim cương 4 ly nằm chính giữa và xung quanh là 3 ly và 2 ly rưỡi, với 3 màu sắc của kim cương xanh, kim cương trắng và kim cương màu vàng đậm, được làm bằng vàng 14K. Đi kèm chung sẽ là cặp bông tai kim cương 5 ly cho mỗi bên, tổng cộng là 1 carat kim cương màu xanh. Và cặp bông tai này xin quý vị gọi vào với giá $1,350. $1,350 cho một cặp bông tai kim cương 1 carat, tổng cộng mỗi bên sẽ là 5 ly. VS Clarity, vỏ thiết kế được viền xung quanh là 1 ly rưỡi bằng vàng trắng. Xin nhắc lại, mặt dây chuyền quý vị có thể mua riêng hoặc quý vị có thể kết hợp cùng với cặp bông tai. $1,350 cho cặp bông tai kim cương xanh và $2,250 cho mặt dây chuyền kim cương chùm pháo bông. Xin hân hạnh mời quý vị nhìn lên màn hình để đến với một chiếc nhẫn kim cương 2 carat hơn hình giọt nước. Đây là một viên kim cương màu trắng, nước D-Color, VSSI Clarity. Một viên kim cương gọi là pear shape, dắt cắt hình pear shape gọi là hình giọt nước. Chiều dài của viên kim cương này là khoảng gần 12 ly, khoảng 11 ly rưỡi đến 12 ly. Chiều ngang của viên kim cương này là khoảng gần 7 ly, 6 ly 8 đến 7 ly. Mẫu thiết kế được custom design, có nghĩa là được đặt riêng một mẫu vỏ nhẫn kết hợp với 2 tầng kim cương 2 ly, 1 ly 8 được viền xung quanh chiếc nhẫn kim cương này. Tất cả được thiết kế bằng vàng 18K.
Mẫu nhẫn này giá trị khoảng 22.000 đô la. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gọi vào một giá đặc biệt nhất để xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị khách hàng, những khán giả thân mến của công ty Alexei & Diamond, Lâm Trừ Vĩ Diamond và kênh YouTube Lâm Trừ Vĩ Diamond Official. Quý vị đã hỗ trợ, ủng hộ, giúp công ty chúng tôi phát triển trong suốt hơn 10 năm qua. Và ngày hôm nay chúng tôi chính thức đã đạt được hơn 100.000 người subscriber. Đây là một lời cảm ơn đến tất cả quý vị và chúng tôi xin đặc biệt gửi đến quý vị chiếc nhẫn này với giá 10.950 đô la. 10.950 đô la. Một chiếc nhẫn kim cương vô cùng rực rỡ, đặc biệt với giá trị hơn 20.000 đô la. Ngày hôm nay chỉ còn 10.950 đô la. Tất cả những sản phẩm công ty Alexei & Diamond và Lâm Trừ Vĩ Diamonds là những sản phẩm kim cương cao cấp thiên nhiên Natural Diamond. Và xin mời quý vị nhắn tin trực tiếp ngay bây giờ vào số phone 310-968-0577. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với một thiết kế số 21 là một chiếc nhẫn kim cương. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ những mẫu thiết kế độc quyền hoặc là những sản phẩm do chính Lâm Trừ Vĩ thiết kế và design. Thì ngay bây giờ quý vị đang theo dõi là một mẫu nhẫn được công ty chúng tôi sản xuất, thiết kế và design. Và chiếc nhẫn này đã đem đến cho rất nhiều khách hàng xuyên suốt trong những tháng qua những niềm vui tuyệt vời, bởi vì chiếc nhẫn này vô cùng sang trọng và lấp lánh với những viên kim cương 3 ly đi vòng quanh để đưa lên cao là một viên hộp xoàn 3 carat hơn nước H color được công ty EGL Certified là một viên kim cương tuyệt đẹp. Giáp cắt của viên kim cương này được gọi là Heart and Arrow, nghĩa là một giáp cắt xuất sắc với những trái tim lấp lánh và những mũi tên nổi bật. Đi vòng quanh là những viên hộp xoàn 3 ly 2 tầng kim cương. Tổng cộng khoảng 20 viên kim cương 3 ly đi vòng quanh. Mẫu thiết kế được làm bằng vàng 18K. Và chính giữa là một viên kim cương đường kính là khoảng 9 ly 2, được giấy Certified của EGL là nước H-Color SI Clarity. Viên hộp xoàn này, mẫu thiết kế chúng tôi gửi đến quý vị giá trị là 45.000 đô la. Và ngày hôm nay xin giảm giá cho quý vị chỉ còn 26.950 đô la. 26.950 đô la để gửi đến quý vị một viên kim cương nặng hơn 3 carat và viên hộp xoàn được giấy EGL Certified là một viên kim cương thiên nhiên với giáp cắt là Heart and Arrow, là một trong những viên kim cương tuyệt vời. Và mẫu thiết kế này khi quý vị đeo chiếc nhẫn này vào, giá trị của chiếc nhẫn này là gần 45.000 đô la. Ngày hôm nay trong chương trình đặc biệt tri ân khách hàng như một lời cảm ơn của công ty Alexei and Lâm Trừ Vĩ Diamond Official gửi lời cảm ơn đến quý vị đã ủng hộ công ty chúng tôi. Và chúng tôi xin giảm giá tuyệt vời nhất 26.950 đô la để gửi đến quý vị một mẫu nhẫn kim cương, một viên kim cương nặng hơn 3 carat, đường kính là khoảng 9 ly 2,
và chiếc nhẫn này 26.950 đô la. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị gọi vào nhắn tin số thẻ credit card địa chỉ shipping qua số phone 310-968-0577 để chúng tôi gửi hàng cho quý vị. Quý vị chỉ cần nhắn tin số thẻ credit card, địa chỉ shipping và nhiệm vụ chúng tôi sẽ gửi hàng bảo đảm để quý vị nhận được hàng. Và xin mời quý vị nhớ trở lại để cùng chúng tôi chào đón một chương trình Big Celebration vào tối ngày thứ năm, ngày 25 tháng 5, tối ngày thứ năm tuần này vào lúc 5 giờ California Time. Xin chúc quý vị một tuần lễ tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và nhiều sức khỏe để cùng chúng tôi theo dõi những chương trình Kim Cương trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Xin chào, tạm biệt.